Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Quê Hương Bus có những chuyến khởi hành mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật ở ba thành phố Houston, Arlington, Texas, New Orleans, Louisiana. Xin vào website homelandbus.com, Quê Hương Bus sự lựa chọn tốt nhất. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè. Một quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1 855 5888 Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV Và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng ngày thứ năm Ngày 17 tháng 9 2020 Với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiếm và Quang Trương Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi Chào anh Phạm Cơ và chào anh Vũ Kiếm. Vâng, chào anh Kiểm, chào anh Quang Trương Và xin chào quý vị chào khách hàng của Chào Bình Minh Vũ Kiếm kính chào quý khán giả Chào anh Trương và anh Cơ One more day to uh, thứ năm rồi, gần sát lắm rồi, thành ra là cái ngày mà ai cũng thích đó là ngày thứ sáu sẽ đến vào ngày mai Tôi có cái chuyện cười gần sát lắm rồi mà không dám kể <laughs> Vậy thôi nhá làm gì, nhá thì phải kể Thì không phải phải có chuyện gì nói đầu ngày chứ anh vậy? Tôi để dành cà phê sáng hả à, Không chắc là sẽ nói được trong cà phê sáng <cười> <cười> Thôi thưa quý vị thấy độ cười của anh Phạm Cơ với anh Vũ Kiểm là ok Bây giờ thôi bắt đầu vào chương trình nha thì, thưa quý vị như thường lệ trước khi bước vào phần tin chi tiết chúng tôi sẽ tóm lược hết tất cả những bản tin mà chúng tôi đề cập đến trong ngày hôm nay trước tiên thì thưa quý vị thị trường chứng khoán của châu á và châu âu đã bị sụt giảm sau khi mà ngân hàng trung ương của hoa kỳ tức là fed dự trù sẽ giữ cái lãi suất cơ bản gần bằng số zero cho đến hết năm 2023 nhằm để có thể kích thích cái nền kinh tế trong khi đó thì các cơ quan và lưu trữ số liệu của các cơ sở thương mại đó là Yelp cho biết là 60% cơ sở thương mại đã tạm đóng cửa trong cái thời kỳ mà phát bệnh Covid-19 mạnh đó thì họ có thể là sẽ bị khánh tận trong tương lai. Công ty Amazon dự tính là mở thêm 1.500 nhà kho ở những vùng ngoại ô các thành phố để có thể giao hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng hơn. Cố vấn của thưa quý vị, cố vấn của tòa Bạch cung, ông Kushner đã hủy một cái cuộc phỏng vấn với lại đài MSNBC sau khi mà cô sướng quân viên của đài này cho rằng cái hiệp ước mang tên là Abraham không mang đến hòa bình cho Trung Đông. Ông Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có nhượng bộ trước áp lực của EU, tức là Liên Âu, tại khu vực lãnh hải đang tranh chấp giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm chi tiết về cái lời tuyên bố của Thủ tướng Liên Âu về lập trường của Liên Âu hiện nay. Bản tin kế tiếp liên quan đến nhân vật đối lập ở tại Belarus bị truy tố theo luật bảo vệ an ninh quốc gia. Cái vụ mà ông Navalny là một nhà đối lập với lại tổng thống Putin của nước Nga, ông này đã bị đầu độc chất Novichok và giờ đây thì thưa quý vị tin cho biết là có cái tin nói rằng ông này có lẽ bị đầu độc và cái chất độc đó nằm trong cái chai nước mà ông đã uống ở tại khách sạn. Khu vực khu hộp tránh của thành phố Houston, tiểu bang Texas đang điều tra về các cái tin nhắn không thích hợp đã gửi đến các học sinh đang học ở trên online. Apple Watch của công ty Apple đời mới nhất có thể đo được cái lượng oxygen trong máu của người đeo. Kế tiếp là những bản tin liên quan đến COVID-19 trên toàn thế giới cũng như tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump xác nhận thêm một nhân viên bệnh cung bị dương tính với lại COVID-19. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ dự tính truy tố nữ thị trưởng của thành phố Seattle sau khi mà để cho cái vụ thành lập khu tùy trị xảy ra tại đây trong nhiều tuần lễ trước đây. Mỹ tiếp tục yêu cầu Liên Hiệp Quốc phong tỏa Iran và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì lại chưa trả lời về cái lời đề nghị này. Tin liên quan đến Việt Nam cho biết cơn bão số 5 tên tiếng Anh là Noel đổ bộ lên Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế trong ngày 18 tháng 9 và có đến hàng triệu học sinh tại khu vực này đã phải nghỉ học để tránh bão. Và cuối cùng đó là thưa quý vị, sau cơn dịch uh, COVID-19 thứ hai thì các doanh nghiệp ở tại khắp nơi của Việt Nam đang lên tiếng và cầu cứu thì đó là những bản tin trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến và bây giờ bước vào phần tin chi tiết thì như lúc đầu chúng tôi đã loan báo uh, ngân hàng Dự trữ trung ương của Hoa Kỳ tức là cơ quan Fed uh, đã có cái cuộc họp và họ dự trù là sẽ uh, tiếp tục giữ cái uh, sự uh, lãi suất gần bằng con số zero cho đến hết năm 2023 nhằm để có thể cố gắng thúc đẩy cái sự tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp uh, và đồng thời thì cơ quan Fed cũng uh, hứa là họ sẽ tạo cái mức lạm phát lên trên 2% hàng năm. À, và như vậy thì thưa quý vị với cái hình thức này thì họ rất hy vọng là người dân của Hoa Kỳ và các cái công ty của Hoa Kỳ, người dân nhất là người dân họ sẽ dễ dàng, họ sẽ đi thuê mượn tiền để mà mua nhà cũng như là đi xài tiền của mình nhằm để có thể kích thích kinh tế. Anh Vũ Kiểm. Đúng như vậy thưa quý vị, tiếp lời Quang Trương cái mục đích mà giữ cái lãi suất căn bản tức là lãi suất chính hoặc là còn gọi là lãi suất chỉ đạo đó, bởi vì nó có rất nhiều những cái lãi suất qua đêm và lãi suất cho các ngân hàng vay khác nhau. Lãi suất này nó cân bằng tất cả những cái lãi suất nhỏ khác. Cho tới năm 2023 thì mục đích chính như chương vừa trình bày là cố gắng thúc đẩy cái đà tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ và giảm cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái bối cảnh đang bị coi như là đã bị tác hại bởi đại dịch Thành thử ra cái quyết định này nó ảnh hưởng thế nào đối với lại thị trường chứng khoán và các chính sách về tài chính và tiền tệ của thế giới. Thứ nhất, cái quyết định này đã làm cho chứng khoán toàn cầu ngày hôm qua đã bị giảm không nhiều lắm nhưng đối với lại Hoa Kỳ nhưng đối với lại Âu Châu thì nặng. Cái lãi suất chính của ngân hàng đó tức là các các, các trong lĩnh vực ngân hàng của bên Âu Châu đã bị rớt 1.8%. Nó kéo theo toàn bộ những cái lĩnh vực chính khác ở trong cái nhóm cổ phiếu của toàn Âu Châu, Stock 600. Trong khi đó thì ở tại thị trường Á Châu có một cái tin tốt là sau khi ông Sugar lên được coi như là làm thủ tướng thay ông Shinzo Abe đó vẫn giữ cái chính sách về tiền tệ của Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản như cũ thành thử ra cũng giúp cho thị trường tương đối là có bị lung lay nhưng mà giảm nhẹ thôi. Trong khi đó thì hiện tại đó ở bên Âu Châu giới đầu tư cũng đang chờ đợi cái chính sách về hướng dẫn mà trong cái vấn đề Brexit anh Phạm Cơ đã trình bày rất nhiều lần của cái ngân hàng chính, ngân hàng trung ương của nước Anh đó là Bank of England sẽ ra sao nếu trong trường hợp mà Brexit và cái chính sách đó nó có thay đổi hay không thì người ta đang chờ đợi. Anh cơ vâng à, thứ nhất là à, Hoa Kỳ thì muốn kinh tế à, tốt đẹp và họ đưa ra những cái hành động và những cái phương pháp cũng như hướng dẫn để làm sao cho người ta thấy rằng là họ có óc tổ chức và họ sẽ hồi phục nền kinh tế. À, tuy nhiên thì ai cũng biết rằng thị trường chứng khoán à, là cái nơi rất là à, sáng xếp tức là dễ là xúc động và họ diễn tả theo một cái quan niệm khác với là cái quan niệm của Uh, ngân hàng Dự trữ Trung ương Ngân hàng Dự trữ Trung ương đưa ra những cái biện pháp Và họ nói sự thật như vậy uh, Nhưng mà các thị trường chứng khoán không nghĩ như vậy Họ nghĩ rằng là cái đó đúng Nhưng mà Tới năm 2023 Điều đó cũng đúng Nhưng mà điều đó diễn tả được một cái đồn mối lo ngại Là đại dịch kinh tế À, đại dịch corona sinh ra cái tổn hại kinh tế sẽ kéo dài đợi năm 2023 là ba năm nữa. vậy thì tội gì mà đứng đó chờ à, đi ra mua vàng à, mua đô la vân vân cho nên thị trường những khoảng hôm qua à, đi xuống à, và sáng hôm qua thì đi xuống rồi à, ở thị trường Hoa Kỳ vào hôm nay à, thì lại đi xuống nữa. tức là hôm nay khi thị trường mở cửa ở bên Á Châu và Âu Châu thì họ đều đi xuống cả và đồng thời cái phiếu sơ của Hoa Kỳ tức là cả cái thị trường mà sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng hôm nay giờ Houston tức là 9 giờ sáng giờ New York thì thị trường đó nó cũng lung lay và cũng đầy màu đỏ thì đó là những cái diễn dịch của thị trường dĩ nhiên thì ai cũng biết rằng là thị trường chứng khoán là được điều khiển bởi cơ quan chứng khoán của Hoa Kỳ mà do cái người ta order và những cái order hàng ngày nó ảnh hưởng dây chuyền trên khắp thế giới, à, thành ra cứ, chúng ta cứ biết rằng là à, thực sự ra thì à, nguyên tắc này nó được điều khiển bởi tất cả những tay tổ mà họ nắm cái chứng khoán nhiều và họ muốn suy nghĩ sao họ muốn cho thị trường lên thì lên, là muốn thị trường xuống thì xuống, đó là cách diễn dịch của thị trường. ví dụ như chúng ta có thể nói rằng là ô không có gì quá nào hết, ngân hàng gì thương họ đầu xưa rất tốt, thì thị trường nó đi lên nhưng mà không họ không những cái người điều khiển thị trường là những người mà họ có rất là nhiều cái tài khoản ở trên thị trường cho nên họ rất là dễ mà huy động cái thị trường là đi theo ý của họ mà nếu chúng ta buôn bán trên thị trường chứng khoán uh, chúng ta vô tình hoặc là chúng ta biết ý của họ chúng ta đi theo thì chúng ta hưởng còn chúng ta hiểu, hiểu sai thì chúng ta thì ôm đồ máu <laughs> ôm đồ máu nhiều <laughs> vậy nhưng mà anh giải thích rất là đúng con chuyện đồng ý tại vì tho thoạt đầu cứ nghĩ rằng là lãi suất thấp dạ? người ta sẽ mua nhà rồi cái kinh tế thị trường buôn dạ. bán được thì chứng khoán nó phải tăng chứ là sẽ giảm. Nhưng mà cái những người này họ lại nhìn còn xa hơn nữa. Nó kéo dài có thể là trong vòng 3 năm thì thì cũng rắc rối. Nhưng mà quay sang một vấn đề khác thì thưa quý vị cái vấn đề mà trong cái lúc mà đại dịch bùng phát cho đến nay đó thì rất nhiều những cái cơ sở thương mại cửa tiệm đã phải tạm đóng cửa tại vì những cái luật về vấn đề cách ly xã hội vân vân và ngoài ra thì thưa quý vị cũng không ai dám ra đường, không ai dám đi ăn nữa ra là nhiều cái cơ sở thương mại đã phải tạm đóng cửa. thì giờ đây theo cái thống kê, cái con số, cái kết quả điều tra từ cơ quan cái cái cái, cái hãng gọi là Zep đó, đây là cái nơi mà lưu trữ những cái cái thông tin về các cơ sở thương mại đó, cũng như là người tiêu dùng cho biết là 60% cơ sở thương mại đã tạm đóng cửa. thì giờ đây họ rất có khả năng, tức là rất có thể xác suất cao là họ sẽ phải đóng cửa luôn, tức là bị bị khánh tận luôn đó, bởi vì càng ngày họ càng bị tê liệt. Cái vấn đề thu nhập không có nữa, họ không chịu đổi. Thành ra là đành phải vẫy tay chào nhau. Covid Red. Cái mức Still coi red. như là đe dọa vẫn còn cao. Yêu cầu mọi người đóng cửa ở nhà. <laughs> sợ anh xỉu, anh tôi đi nhà anh nhìn cái bảng trên đường. Không, tôi nói có cơ sở. <laughs> Nếu mà cứ đóng cửa ở nhà thì làm sao mà đi ra ngoài ăn. Nếu không ăn thì nhà hàng có tiền đâu để trả tiền cho chủ nhà trả tiền cho thực phẩm họ đã mua về để đó mang dụp thùng rác rồi ừ. chờ ngày đi khánh tận thì đó là cái mặt trái của cái vấn đề trong ngày hôm nay nè buổi trưa thống đốc Greg Albert sẽ có cuộc họp báo quan trọng tuyên bố về cái mức mở cửa thêm nữa ít nhất là người ta dự đoán là về vấn đề nhà hàng mở cửa 75% cái sức chứa bởi vì sao cái tình hình covid tại toàn Texas trong tháng 8 vừa qua giảm trên 50%. Chỉ có một người thiệt mạng mà thôi. Trong khi đó thì ông thị trưởng và bà quận cũng vẫn coi như là tiếp tục bám vào cái đề tài này để làm cho dân chúng sợ sệt. Ông nói có 8 người chết nhưng mà thực ra ngay cả Houston Chronicle cho nói 8 người đó là từ tháng 6, tháng 7 và tháng 8 mà riêng chỉ tháng 8 đó chỉ có một người mà thôi. Thì đó là cái vấn đề về bị chính trị hóa và tại sao tác động đến cái vấn đề các nhà hàng bị đóng cửa qua cái bản báo cáo mới nhất của cái cơ sở gieo. 60 cơ sở doanh nghiệp sẽ 60 đóng cửa. 60% Nhiều lắm. Vĩnh viễn, không bao giờ coi như là, là Ngóc đầu lên nổi. Ngóc đầu lên nổi, vĩnh viễn, coi như là ngàn thu vĩnh biệt. Thì đây là cái số tính tới ngày 31 tháng 8 vừa qua đó có 163.735 doanh nghiệp cho biết tức là những cái tên của họ niêm yết trong cái niên giám cái gieo nó là không hơn không kém mình hiểu lại giống như là cái cuốn niên giám thương mại của Việt TV Việt Radio vậy thì họ đã đăng ở trên đó thì bây giờ cho thấy đó cái mức mà sắp sửa sắp tiệm 163.000 163.000 công ty tức là tăng 23% kể từ giữa tháng 7 trong vòng một tháng con số yeah. như vậy làm sao mà có thể kinh chống nổi. Cho nên cái vấn đề chính là phải mở cửa. Anh cơ. Dạ vâng. À, thứ nhất là cái GEO là cái gì? GEO à, thì nó giống như Google. Quý vị tìm tìm ăn, quý vị cứ enter tìm ăn là Google nó cho biết tìm nó ở đâu. À, điện thoại à, số mấy, mở cửa lúc mấy giờ, à, đóng cửa lúc mấy giờ. À, thì GEO nó cạnh tranh với Google và nó cạnh tranh với Facebook. Ba cái chỗ đó nó đều cùng chung một cái bảng tên hết. À, và nơi nào mà khách đến nhiều thì nơi đó có quảng cáo nhiều, nơi đó sống hơn bên kia. Thế thì cái báo cáo này nó căn cứ vào cái hạng giao cho nó không căn cứ vào Google, nó cũng không căn cứ vào Facebook. À, tuy nhiên ba hạng đó thì phải nói rằng là họ cạnh tranh càng, càng nhiều thì cái người chủ tiền càng có lợi bởi vì họ cạnh tranh thì những cái data họ đưa lên thì phải cho chính xác là điều đầu tiên à, điều thứ hai là họ lấy tiền rẻ và vì vậy cho nên thực sự ra đây nhiều khi doanh nghiệp họ cũng không trả tiền nữa cái này là các cái hạng này geo hay google hay facebook họ chỉ lấy tiền quảng cáo thôi bởi vì uh, những quảng cáo họ đến với geo hay họ đến với google hay họ đến với lại là facebook là chỉ vì uh, quảng cáo quảng cáo đông thì họ đến thành ra các khách các cái tiệm ăn họ tự động là mấy hàng này họ kiếm tiệm ăn và họ cho biết tiệm ăn đó đang mở cửa hay đóng cửa bây giờ quý vị vào giao mà quý vị tìm mà tự tiệm ăn nó đóng cửa hoặc là giờ nó sai thì vô lý cho nên đây là những cái báo cáo chính xác nhất của thương mại và họ nói rằng là tháng 8 tháng 7 đó là 180 ngàn tháng 8 là 163 ngàn 745 tức là bây giờ đây 60% của 163.735 là coi như đóng cửa luôn bởi vì giao họ biết cái điều đó họ điện thoại tới thì thấy cửa đóng thêm cài không trả lời thì họ cho rằng là đóng cửa thì đó là cái cái lập trường của họ cho nên cái bạn báo cáo giao cho thấy rằng là cái tình hình kinh tế suy đồi nặng chứ không phải là nhẹ tức là trước kia 100% những cái tiệm mà bị đóng cửa vì đại dịch thì bây giờ chỉ còn lại có 40% là có thể mở cửa lại, 60% là À, bệnh viện đi luôn à, không bao giờ trở lại nữa thì đó là những cái gì mới nhất cho thể là kinh tế à, suy đồi và vì vậy cho nên vấn đề mở cửa lại các doanh nghiệp và thu hút người đi ăn là một chuyện cần thiết nhưng mà phải nói rằng là corona virus nó thay đổi đến tầng xương tùy những cái suy nghĩ à, những cái đời sống của con người cho đến bây giờ người ta cũng lười không muốn đi ăn nữa sau khi ở nhà 5 tháng và bây giờ bảo đi ăn nhiều người cũng chán ngán dù rằng không có gì nguy hiểm nhưng mà không quen là một với thứ hai là tiền hết là thứ hai yeah. à, trong khi đó thì cái ngành về vấn đề à, sắc đẹp ảnh hưởng cũng rất là nặng nề theo cái báo cáo này đó, từ quý vị về cái ngành sắc đẹp trong đó có nail có tóc vân vân thì 42% các cái 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 tiệm này bị đóng cửa cửaơ đó là đóng sách down luôn đó như vậy thì như là cái tổng cái số của nó là khoảng 16. 585 tiệm đã bị đóng như vậy thì 22% tăng hơn so với tháng 7 À, tại vì cho đến lúc này thì càng ngày người ta càng đuối càng đuối dần, thành ra người ta đã quyết định đóng cửa. Cho nên càng ngày thì cái tỷ lệ đóng cửa nó càng nhiều hơn là như vậy. À, dù sao thì đây cũng là một cái tin xấu cho cái uh, nền kinh tế của Hoa Kỳ, tuy nhiên thì bước sang một cái bản tin khác có vẻ như là uh, positive hơn à, liên quan đến Amazon. Thì thưa quý vị Amazon đang dự định là sẽ mở ra rất là nhiều những cái nhà kho xung quanh vùng ngoại ô của nước Mỹ để mà có cái vấn đề mà cung cấp cái dịch vụ vận chuyển hàng hóa được nhanh chóng hơn. À, họ đang dự tính là khoảng 1.500 cái nhà kho. Mà một cái nhà kho của Amazon á, quý vị thấy nó lớn, kinh khủng lắm. À, nó xây cả bao nhiêu, cả mười mấy ngàn square feet rất là rộng. Thành ra là với 15, với 1.500 cái, 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 cái nhà kho này thì chắc chắn khi mà được thành lập xong thì những người mà order trên online rất là tiện lợi và rất là nhanh để nhận được cái món hàng mà order từ Amazon anh nên vô kiếm. Amazon bây giờ là nghiễm nhiên trở thành ra là thống lĩnh cái ngành coi như là giao hàng rồi ăn chùm phải nói thẳng là như vậy Target và không phải Target Walmart và một số các công ty khác chạy theo nhưng mà không kịp không thể nào bằng cái mức của bên Amazon được tuần trước họ loan báo mướn 300.000 người trong đó có khoảng mấy chục ngàn nhân viên lương được trả tới 150.000 đô la một năm. Đó là những người làm về cái công việc logistics, tức là chuyên môn đưa ra những kế hoạch để mà phân phối hoặc là giao chuyển hàng hóa, tức là quân nhu quân cụ, dụng cụ của họ, hoặc là coi sóc những cái nhà kho. Thành thử ra bây giờ họ lại dự tính mở thêm 1.500 nhà kho nữa ở những cái vùng xa, ở những cái vùng ngoại ô của các thành phố lớn để có thể giao hàng nhanh hơn. Mục đích là gì? là cạnh tranh với lại Walmart và cả Target nữa, anh thưa. Vâng, Walmart với Target là họ muốn cạnh tranh với Amazon. Amazon Key Prime 3 ngày, tức là quý vị miễn tiền lệ phí giao hàng nhưng mà phải 3 ngày. À, thì Walmart với là Target họ có cái lời ở Amazon là họ có cơ sở Vĩnh viện, tức là những cái trụ sở đó người ta có thể đến trả hàng. thì Amazon đối lại liền, quý vị có thể trả hàng bằng hạng cột <laughs> tức là đến côn là một cái công ty mà Amazon thuê rồi à, trả hàng dễ dàng đưa cái thùng vào mà cô thì bọc khắp nơi, ba, yeah, cô là, con là trả ngay à, rồi bây giờ hai bên đó Target gịch với lại là là quan bây giờ chúng tôi mua hàng hôm nay giao hàng ngày mai Amazon nói rằng ok thì bây giờ Amazon còn 3 ngày thì Amazon nói là bây giờ phải mở thêm nhà kho cho gần nữa thì có thể định lại được rằng là giao hàng Mua hôm nay và giao ngày mai Đó là mục tiêu của Amazon Ngày xưa cách đây nửa tháng Amazon nói rằng họ sẽ mua những cái tiệm uh, Đóng cửa bankruptcy ở trong mấy cái mall Cho gần nhà dân chúng Nhưng mà bây giờ họ nghĩ là đơn chuyện đó không được Là bởi vì các cái cơ sở trong mall Cái cấu trúc nó khác Và cấu trúc nhà kho nó khác nhau uh, rất là nhiều cho nên họ thấy rằng là sửa lại như vậy không có tiền và vì vậy bây giờ họ quyết định rằng làm nhà kho riêng ở ngoài ô và một đoàn van Amazon là từ đó đi ra, là đâu vào đó thì đó là uh, người ta hơn nhau ở những cái chỗ tính toán và Amazon thì họ có cái đội ngũ mà về uh, thống kê với là về giao hàng về điện toán, quý vị mua một món hàng bất cứ nơi đâu thì họ cho biết rằng là khi nào có hàng, rất là dễ sợ thành ra họ thành công là cái điều đương nhiên. Ngoài ra thì yeah. Amazon dường như cũng đang đi vào cái đoạn kết để mà ký kết những cái hợp đồng mà giao chuyển hàng hóa bằng Jones, tức là máy bay mà gọi là điều khiển từ xa đó ra là càng ngày họ càng tối tân hơn và càng nhanh hơn có thể trong vòng một ngày thôi trong tương lai quý vị order là cái máy bay nó gấp một cái nó thả ngay sân quý vị trong vòng vài tiếng đồng hồ tôi cũng có nữa thành đó là những thông tin về vấn đề chuyển giao hàng hóa của amazon à, chuyển sang một bản tin khác có liên quan đến vấn đề chính trị thì đặc biệt là khu trung đông quý vị đã nghe rồi trong hai ngày vừa qua thì từ quý vị cái lộ trình mà mang hòa bình đến cho khu vực trung đông được chủ trương bởi tòa bạch cung à, và dưới thời của ông tổng thống trump đó thì cái người đứng ra để lãnh nhận cái trách nhiệm này đó là ông con rể, ông Kushner. Thì à, sau một thời gian, ông này đã qua lại để mà hàng gắn yêu thương. Thì mới đây thôi, hai quốc gia đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã đồng ý và ký kết ngoại giao với lại Israel. Coi như là một cái thành công rất lớn của à, tổ, Tổng thống Trump. À, tuy nhiên ngày hôm nay, tin cho biết là ông Kushner đã vừa mới hủy một cái cuộc phỏng vấn mà được mời lên đài MSNBC để phỏng vấn. Nhưng mà cái người xuống công viên đó, cô này có tuyên bố rằng là cổ không tin rằng là cái lộ trình được mang tên là Abra Abraham đó sẽ có thể mang đến hòa bình ở tại trung đông thành ra là ông hủy luôn cái cuộc phỏng vấn này anh vũ Kiểm và anh phong cơ sẽ nói thêm chi tiết à, chúng ta không biết còn nhiều giờ không cái bản tin và cái lộ đi, trình hòa bình này rất là quan trọng thứ nhất đây là một cái chiến lược vô cùng khôn khéo và đặc biệt của chính quyền thời tổng thống trump Trước đây các thời chính quyền khác từ ông Obama, ông Clinton cho tới ông Bush còn, đều đi thẳng với lại Palestine. Cái hòa bình Trung Đông ở đây giữa Israel là với Palestine là trực tiếp bởi vì cái giải Gaza như đã phân tích và trình bày nhiều lần. Họ đi thẳng, Palestine luôn luôn là từ chối. Lần này chỉ có nội các tổng thống Trump làm được. Đi ngang, đi vòng với lại những quốc gia có ảnh hưởng trên đầu của Palestine. Nếu Palestine ok, mà dãy lại những nước khác như là hai nước bây giờ vừa mới ký UAE, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Trong tương lai nếu Palestine mà còn làm nư nữa, thì họ cũng sẽ nói thôi. Tôi không giúp anh như là những lần trước nữa. Vì đây là cái thiện trí đặc biệt của Hoa Kỳ thì vắn tắt đó là một cái sự vô cùng khôn ngoan và thành công. Vâng. À, thưa quý vị, nói như anh Vũ Kiệm nói thì à, rất là, là, là phải nói rằng là, đó là một sự à, đi ngược đường hết sức là khôn ngoan của chính phủ Trump. À, các chính phủ trước thì họ đi thẳng với người Palestine, à, nhưng mà chính phủ Trump thì đi qua mặt người Palestine và đi thẳng luôn vào à, khối Ả Rập. À, trong đó thì họ đã đưa ra nhiều cái điều kiện nghĩa là nhiều, Israel tấn công vào người Palestine trước Họ nói rằng là họ sẽ quốc hữu hóa Đất đai của người Palestine Và trở thành ra đất đai của người Israel Nhất tức là những cái trại định cư Nhưng mà giờ đây thì họ nói rằng là Vì sự can thiệp của ông Trump Cho nên họ dừng lại cái chuyện đó Họ nói họ chỉ dừng lại thôi Có nghĩa là chưa biết bao giờ Họ trở lại cái chính sách cũ Tức là quốc hữu hóa Họ chỉ dừng lại Nhưng mà đối với người Ả Rập Như là UAE hoặc là Bahrain Thì như vậy là ok đối với họ cho nên họ ký cái hiệp định Abraham hiệp định mà hai bên ký hôm ngày 15 vừa qua thì được đặt tên của một cái người Ả Rập là Abraham tức là một ông thánh là một người gì ở trong cái lịch sử của hồi giáo thế thì cái đạo luật đó ký xong rồi thì dĩ nhiên là lộ trình hòa bình Trung Đông nó còn rất là rắc rối không có thể nào mà giải quyết được hòa bình Trung Đông chỉ bằng cái hiệp định Abraham mà thôi đó là nó rất là đúng nhưng mà cái người phóng viên của MSNBC làm chuyện đó rất là lớn nói rằng cái này đâu phải là hòa bình thì dĩ nhiên làm sao mà có thể trong một phút một giây hoặc là chỉ có mấy ngày hay là một năm mà có thể có được hòa bình tại trung đông điều đó không có và cho nên ông Kushner là cái người mà à, đứng đầu cái vụ này à, ông rất là tức giận cái nhận xét của MSNBC ông cho rằng cái người phụ nữ này không có xứng đáng để phỏng vấn ông và vì vậy ông cancel cái buổi uh, phỏng vấn vào trưa vào tối thứ ba và ông lấy một cái cớ khác, ông cũng rất là lịch sử trong cái vụ này. Đó là nội dung của cái hiệp định Abrams và cái uh, cái chuyện mà, mà hủy bỏ cái buổi phỏng vấn đó. Thì dĩ nhiên cái việc hủy bỏ phỏng vấn là được loan ra bởi IMS, NBC vì họ thông báo là có cuộc phỏng vấn. Rồi cuối cùng thì chính phủ hủy bỏ cho nên họ họ cũng bình luận như vậy. Yeah. Vì thì chắc chắn tho... là cái câu sứ công viên này uh, muốn tỏ ý chống lại cái, cái, cái đường lối mà Bên phía của Tổng thống Trump là, là Trên lý đánh thuyết, đánh thuyết thì, yeah. thì bà không sai Như à. anh Cơ vừa mới nói Không phải một sớm một chiều Nhưng mà cái điều bài nói đó Làm cho người ta có một cái sự suy nghĩ Là đây không phải là cái lộ trình hòa bình Như ý của bên phía Palestine được Tức là hàm ý là vẫn chống lại Chính phủ của Tổng thống Trump Nhưng mà cái điều tại sao có bản tin này Nó trở thành lớn ở đây bên lề đó Bởi vì đây là cái chương trình Đặc biệt về thời sự cuối cùng trong đêm nó gọi là NBC Nightly News mà đã loan báo vừa mấy ký xong hôm thứ ba rồi sẽ tối hôm nay tôi sẽ có phỏng vấn nhân vật đặc biệt là người chịu trách nhiệm cho cái cuộc thương thuyết này lòng Kushner bây giờ ông xù tôi rồi chương trình của tôi coi như là giống cho nên tôi phải có lý do để tôi loan báo chứ đó là như vậy chứ <laughs> nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là quan trương thấy đó bên phía của Palestine dường như họ cũng đã nhìn thấy một cái lộ trình nào đó giữa cái sự rắc rối giữa họ với Israel thành ra là họ cũng một mặt nào đó cũng đồng thuận với lại cái 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 chương trình này và như họ cũng đồng ý để cho cái vấn đề này nó được thông qua tại vì nếu mà như họ không đồng ý thì các cái lộ trình qua lại giữa EU tức là các tiểu vương quốc Ả thống nhất cũng như là bên phía Israel phải đi ngang qua cái bầu trời của của Palestine và nếu họ không đồng ý thì sẽ phải đi xa hơn, sẽ thì khó khăn. Palestine nó chỉ là cái dẻo đất về hòa lực và sức mạnh quân sự không có làm gì được. Nhưng mà nếu cả. họ cấm qua cái 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 hải họ, của cũng họ không được không? cấm cũng không nổi. Thứ anh họ không có quyền. Họ không có quyền tại bởi vì, vì họ chưa họ phải là một quốc gia. những cái mặt đất rất nhỏ à. bởi vì toàn bộ đất đai đó là người Israel họ họ chiếm cứ và họ nói rằng là họ giữ gìn, họ chiếm cứ, họ giữ an ninh là chỉ vì cái miếng đất này nó đe dọa đến an ninh của họ. Đó, vì, vì vì ngay đất Israel ngày xưa người ta lấy của người Palestine Liên Hiệp Quốc lấy đất của người Palestine thành lập quốc gia Israel và ừ. chia ra như vậy. trong cuộc chiến tranh 6 ngày thì thì người Palestine người Ả Rập tấn công Israel, Israel phản ứng lại và lấy luôn cả cái miếng đất tây ngàn, họ lấy luôn miếng đất tây ừ. ngàn nhưng mà họ trả lại cho chính quyền Palestine một cái số uh, nơi mà làm hành chánh mà thôi còn đất đai họ vẫn giữ an ninh họ giữ an ninh chẳng thế rồi nhanh, họ như vậy. Mọi, dạ, họ an ninh palestine chưa rồi. có quốc gia cho ừ. nên họ đang tranh đấu để thành lập một quốc gia palestine đó cho nên như đó vậy là thì tụ chung là này. họ không có quyền để không, không mà có quyền cấm ai qua gì không vận hết và tại sao bahrain với lại uae đồng ý đã từng có cuộc họp ở qatar palestine tẩy chay không đi dù theo một số các quốc gia Ả Rập khác không đi nhưng hai quốc gia này là quan trọng và lớn và có tiếng nói có trọng lượng nói được những cái quốc gia nhỏ cho nên họ đương nhiên là coi như là họ thắng và Mỹ thắng là thắng cái đòn đó dạ, dạ vâng. À, thưa quý vị quay sang một bản tin có liên quan đến cái vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và cái vụ tranh chấp này đã kéo dài hàng tháng gần đây à, và cuối cùng thì thưa quý vị ngay cái vùng phía đông của À, địa trung hải đó thì một cái chiếc tàu nghiên cứu thăm dò khí đốt có tên là Uruk Reis của thổ nhĩ kỳ thì sau hơn một tháng trời vừa qua họ đã đến đây để mà khai thác để mà nghiên cứu thì đã bị nhất là châu âu chống đối rất là nhiều thì ra giờ đây đó ông Erdogan đã quyết định rút cái tàu này trở về thành ra là hiện bây giờ tin cho biết là bên phía của châu âu trong đó có pháp nhất là pháp ủng hộ cho hy lạp nhiều lắm thành ra họ nghĩ rằng là thổ nhĩ kỳ đã nhượng bộ nhưng mà thổ nhĩ kỳ lên tiếng nói rằng không chúng tôi đem tàu về để mà có thể bảo trì thôi chứ không phải là vì vấn đề áp lực của liên âu mà chúng tôi rút ra thì đây cũng là một cái sự một cái cái một cái biến động mới có liên quan đến cái cuộc tranh chấp giữa thổ nhĩ kỳ và hy lạp ngay cái vùng biển phía đông của địa trung hải vâng và đó yeah. là cái lời xác nhận và tuyên bố của ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ ông Cavusoglu ông nói trong cuộc phỏng vấn với lại đài truyền hình cnn ở bên uh, thổ nhĩ kỳ là cái cái chiếc tàu được đặt tên là Oruk Reis thì đã hoạt động ở đó Bây giờ mang về để bảo trì, sau đó xong xuôi chúng tôi lại ra khởi tiếp. cờ dạ Vâng, thì cái miếng đất này đó, thì đó là cái hòn đạo ship là chính, tức là Cyprus. Hòn đạo Cyprus đây nó chia làm hai, một phần nhỏ là phía Bắc, là đã bị Thổ Nhĩ Kỳ huy động cái đám người ở miền Bắc đó, chiếm và lập chính phủ riêng biệt, chống lại cái chính phủ của Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì cái chính phủ này miền bắc đó nó thuộc về thổ gì nó kêu là tay sai của thổ cho nên thổ lấy cỡ đó đưa chiếc tàu đến và đầu ở ngoài khơi của cái chính phủ miền bắc đó và thăm dò dầu khí à, thì dĩ nhiên họ thăm dò thì họ nói rằng do một hiệp định hợp tác ở giữa họ với chính phủ miền bắc mặc dù chính phủ miền Bắc sai rồi không được ai công nhận cả là chính phủ chỉ do thổ lập ra mà thôi và chính phủ miền Nam mới được công nhận chính phủ miền Nam thì do uh, thân vị là Hy Lạp và được công nhận cho nên Hy Lạp và Liên Âu đều phản đối cái chuyện này và thổ Nhĩ Kỳ thì uh, họ phải nói rằng không có giàu có gì họ chỉ chắc chỉ có một hai cái ba cái tàu thăm dò như vậy thôi cho nên họ m, phải đem chiếc tàu đó về hoặc là vì phản ứng dữ dội cho nên họ phải đem chiếc tàu đó về nhưng mà họ nói cứng họ bảo rằng chúng tôi về chỉ bảo trì mà thôi rồi khi đã bảo trì xong thì chúng tôi sẽ qua lại thì đó là lập trường của họ tức là họ không có hứa rút lui mà họ chỉ nói rằng là trong tháng này bảo trì thì đi về à, hết bảo trì thì bảo trì xong thì thì đi ra trở lại thì đó là cái vùng tranh chấp ở à, vùng vùng biển xung quanh đảo ship về tài nguyên còn về cái vấn đề mà địa Trung Hải còn sôi nổi ở Libya nữa, tức là ở Libya hiện nay có hai chính phủ, một chính phủ của Liên hợp quốc và một chính phủ uh, nội loạn. Chính phủ nội loạn này bây giờ do Nga bảo trợ. Uh, và Nga bây giờ là đòi rằng là Nga sẽ đem quân về để mà bảo vệ chính phủ này. Chính phủ Nga đó là hiện giờ đang uh, đang đóng ở bên phía miền Đông tức là cũng gần với là uh, miền Đông của Libya, còn chính phủ Liên hợp quốc thì đóng ở Tripoli uh, tức là ở về miền Tây của uh, Libya. Yeah. Yeah, vâng. À, thưa quý vị trong khi đó bản tin ngày hôm nay lại tiếp tục đưa ra những cái thông tin mới có liên quan đến cái cuộc họp của các cái uh, quốc gia liên âu uh, và cái người mà chủ tịch của EC tức là bà von der Leyen đã đưa ra những cái uh, đường lối cũng như là kêu gọi liên âu là phải uh, bắt tay với nhau phải đoàn kết với nhau để có thể có những cái uh, chương trình mới sắp tới uh, thì giờ đây lại có thêm những cái thông tin có liên quan đến những lời tuyên bố của bà Leyen này nữa xin mời anh Vũ Kiếm cái bài diễn văn về tình trạng liên uh, bang liên bang của Liên Hiệp Âu Châu đó rất là dài trong đó có nhiều chủ đề và rất nhiều vấn đề bà đã đọc trước Ủy hội Âu Châu ngày hôm qua ngày 16 tháng 9 thì với tư cách là chủ tịch của Ủy ban của Chính hiệp Chính phủ Liên Âu bà có nhắc tới nhiều vấn đề trong đó có bảo vệ môi trường kinh tế y tế vân vân nhưng bà lại muốn nhắm tới một số những cái vấn đề nó không lớn như là người ta mong đợi. Thứ nhất là bà chỉ trích rất mạnh cái đảng công lý và cầm quyền của Ba Lan về cái chính sách chống lại thành phần đồng tính. Điều này bà nói là đi ngược lại với cái truyền thống, làm suy yếu các thông điệp về chính sách đối ngoại của Liên Âu trong lĩnh vực nhân quyền. Ba Lan coi như là thẳng thừng coi nhân phẩm của những cái người đồng tính chuyển giới LGBT chung đó là coi như là họ không có <laughs> coi trọng, cho nên cái đó là không có cái nhân quyền và nhân bản đối với lại loài người với nhau. Về vấn đề ngân sách chung, thì bà cũng tuyên bố không lùi bước trong việc liên kết các quỹ của Liên hiệp Âu Châu. Cái cách để sử dụng vận chuyển tài chính cho từng nước nhỏ sau khi như trong tuần vừa qua, chương trình chúng tôi cũng có loan tin là có hai nước chống đối, trong đó có Hungary và Cộng hòa Sách. Vấn đề chỉ trích Nga trong vụ đầu độc ông Navani thì bà cũng có nhắc tới là có thể bà sẽ soạn thảo một cái gọi là cái hành động Magnitsky. Đây là một nhân vật nổi tiếng đã bị ám sát người Nga bảo vệ vấn đề nhân quyền và tuy không nêu tên Tổng thống Mỹ, ông Trump bà đã cũng nói tới cái vấn đề gọi là vaccine và cái chủ nghĩa dân tộc, cái quan điểm riêng của Tổng thống Trump. Đối với lại cái Brexit của bên nước Anh, bà cho rằng Liên Âu và Thủ tướng Anh đã ký kết xong rồi, thì coi như là chuyện gì mà Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. <laughs> vấn đề là không thể nào mà dù cái hiệp ước mà đã ký kết như anh Cơ đã trình bày rất nhiều rồi. Anh Cơ. Dạ vâng, thì ở đây cái điểm chính nhất mà, mà chúng ta phải để ý Tức là Liên Âu họ tự cho rằng là họ cũng giống như Mỹ yeah. Mỹ có 50 tiểu bang, Liên Âu có 27, 28 quốc gia Bây giờ chỉ có 27 mà thôi Thế thì Liên Âu họ không phải không giống như là Liên bang Hoa Kỳ Không giống như Mỹ Liên Âu họ 27 quốc gia đó rất là rời rạc 27 quốc gia đó nó chỉ kết hợp về kinh tế tức là nó có tự do mậu dịch mà thôi, miễn thuế quan giữa ấm bảy nước à, và tiền bạc cũng không thống nhất. À, chỉ có 19 quốc gia xài đồng tiền euro, à, những quốc gia khác tiền nào của họ từ xưa tới giờ họ xài vẫn xài giống như nước Anh hồi xưa đi vào uh, liên âu họ cũng giữ đồng tiền của Anh, thành ra đó là một cái kiểu kết hợp mà không đi đến đâu mà họ vẫn muốn rằng là có tiếng nói ngang hàng với Hoa Kỳ, à, cho nên đó là một cái sự không tưởng và chính sách của Liên Âu à, các quốc gia nghèo dùng đồng tiền Liên Âu 19 quốc gia xài đồng tiền Liên Âu mà chỉ có hai bây giờ chỉ còn là hai quốc gia là có nhiều tiền nhất là nước Pháp và nước Đức mà thôi còn 17 quốc gia còn lại là kẻ cái đồng tiền đó cho nên họ xài vắng mạng lên họ cứ xài tối đa họ không để ý gì để làm phạt đến gì cả cho nên chính phủ Liên Âu kêu trời nhưng mà không có làm gì được và bây giờ đây thì cái chính sách liên bang họ cố ý làm ra đọc cái, so sánh với bài diễn văn uh, liên bang giống như tập thông Mỹ đọc vào mỗi một tháng nhiên uh, nhưng mà cái này là họ chỉ so sánh như vậy họ cố gắng để đứng, đứng ngang hàng với hoa kỳ nhưng mà thực sự ra thì trên căn bản và trên lý thuyết họ không có đủ năng lực để đứng và họ chỉ nói là nhiều uh, Chứ họ không có không có quyền đối với cái các cái quốc gia ở trong cái uh, liên âu thằng ra đó là một sự khác nhau rất lớn À, thưa quý vị à, bản tin kế tiếp có liên quan đến à, cái vấn đề mà biểu tình à, đang diễn ra rất là rầm rộ trong những ngày vừa qua ở tại à, đặc biệt là là thủ đô minsk của Belarus sau khi mà cuộc bầu cử tổng thống tại đây đã được diễn ra gần đây và cái người mà đã lãnh đạo quốc gia này trong vòng 26 năm qua đó là ông Lukashenko đã tái đắc cử vì vậy cho nên người dân họ đã à, chống đối và biểu tình kêu gọi ông này từ chức và ông này thì nhất quyết là không có từ chức và thậm chí ông còn đổi thừa cho các nước tây phương đã can thiệp và sách động những cuộc biểu tình này thì mới đây thưa quý vị một số người hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ thì trong đó có ba người lãnh đạo là người phụ nữ của những cái buổi tập họp biểu tình này thì giờ đây họ sẽ truy tố cái người bị bắt này cái người mà đứng ra mà tổ chức cuộc biểu tình này với cái tội với cái luật gọi là bảo vệ an ninh quốc gia anh Ê, chắc chắn rồi phản quốc mà nhưng mà đây là bà Kolesnikova cùng với lại ba phụ nữ nữa khác bà này chưa có chồng vẫn coi như là còn độc thân cái mà người ta phục bà ở đây, đấu tranh chống nhà cầm quyền độc tài, phải đấu tranh từ trong nước, cho nên bài từ chối đi lưu vong như là ba người phụ nữ khác đã cùng ở trong nhóm với bà thành thử ra bà bị bắt, ở lại bị bắt, bị truy tố theo luật bảo vệ an ninh quốc gia của Belarus. Anh cơ. Vâng, thực ra thì chỉ có ba bà thôi, yeah. tức là hai bà kia thì hiện đang ở nước ngoài, yeah. chỉ có bà này thì. Uh, thực sự ra hai bà kia cũng không muốn ra đi uh, nhưng mà chính phủ Belarus trục xuất bắt họ rồi thả ra nước ngoài để không cho họ uh, trục xuất họ luôn uh, và khi mà họ xa rời dân chúng thì họ không điều khiển được dân chúng và do đó thì cuộc uh, trận tấn công nó thất bại nhưng mà bà này bà thứ ba này đó, bà này bà biết được cái chuyện đó uh, bà mà, cô bà biết cái chuyện đó cho nên khi được áp giải ra biên giới bà sẽ cái passport sẽ buồn rồi vất ra bên ngoài cửa xe thành ra khi đến biên giới thì không trục xuất được vì không còn passport nữa cho nên người ta phải đem bà về nhà tù giam yeah. đó là cái ý của bà muốn như vậy để mà bà được ở lại ở trong nước mà trong khi cái khoảng ba người này chỉ có một người nổi tiếng thôi là cái người mà có ông chồng đang bị ở tù để cái bà này thì bây giờ đang ở nước ngoài rồi là vì à, bà đã bị thua cái chính sách của tổng thống Belarus tức là họ trục xuất bà đi mà bà không biết cái chuyện đó và họ đuổi bà qua biên giới về cái passport rồi họ không có cho về nữa thành ra bà này không có được đi về thì bà này thì bà muốn ở lại trong nước do đó và có cái vụ này xảy ra thế thì bây giờ người ta đưa bà ra tòa về tội ăn ninh quốc gia nhưng mà tổng thống Belarus thì hiện nay đã đi họp bên thủ đô Bạc Thư Khoa và đã ký một cái hiệp ước với người nga trong đó họ nhận viện trợ một tỷ rưỡi đô la À, đó là cái số tiền viện trợ và người nga hy vọng rằng với cái số tiền này họ sẽ mở mang kinh tế và xoa dịu được dân chúng thì để cho Belarus nó ở trong cái quần mải của người nga mặc dù không chính thức nhưng mà người nga nằm trọn. Dạ, dạ, dạ. Thưa quý vị trở lại với cái vụ mà người đối lập với lại ông Putin tổng thống của nước Nga đó là ông Navalny ông này thì quý vị đã nghe nhiều lần ông đã vừa mới bị uh, đầu độc uh, với cái chất độc gọi là độc thần kinh đó sau khi đưa qua bên bệnh viện của Đức và người ta đã xác nhận điều này. Thì giờ đây ông đã tỉnh lại rồi, nên là ông đã có những cái xuất hiện với báo chí. Tuy nhiên ngày hôm nay tin mới nhất cho biết là cái người phụ tá của ông đó đã đặt ra cái vấn đề nghi vấn là có lẽ cái chất độc này đã bị đầu độc và bỏ trong một cái chai nước mà ông đã uống ngay trong cái lúc mà ông ở còn còn ở trong khách sạn ở tại ở tại Serbia đó trước khi mà ra phi trường để lên phi cơ chai bay trở về À, Moscow. Thì à, bây giờ tin cho biết là cái người phụ tá sau khi mà biết được cái ông Navalny này đã bị ngã bệnh rồi thì họ lập tức gọi cho luật sư và luật sư đã đến để mà phong tỏa cái khách sạn đó. Để rồi họ tìm chứng cứ thì cuối cùng họ phát giác được họ, một cái chai nước đã uống hết nhưng mà có cái chất à, Novichok ở trong đó. Anh Vô ừ, Lý do mà có sự đính tránh và xác nhận lại cái chi tiết vô cùng quan trọng này để mà củng cố cho các cuộc điều tra là bởi vì ngay lúc đầu nhiều nguồn tin cho rằng ông bị đầu độc ở ngay tại phi trường, thành thử ra bây giờ họ phát giác mới, thêm thì họ xác nhận là bị đầu độc ở tại khách sạn Anh Dạ, yeah, vâng, đây là cái tin bộ túc thôi bởi vì yeah. ở, uh, họ điều tra thì họ phải giấu vì vậy cho nên không ai biết cái chuyện mà tại sao uh, cơ quan bên Đức, uh, bệnh viện Đức lại biết rằng đó là chất độc Novichok uh, bởi vì cái người Nga họ rất tinh khôn. Cái khi mà ông này uh, bị dư ở trong bệnh viện Nga và nằm hôn mê thì người ta ông người ta cố tình giữ hai ba ngày để cho chất độc đó nó không còn ở trong người nữa mà nó chỉ ảnh hưởng lên hệ thần kinh mà thôi và nó không còn ở trong máu nữa thì tuy nhiên tuy vậy khi đưa qua bên bên đức thì dĩ nhiên chất độc không còn trong máu người nga cũng biết cho nên người nga họ rất là ok họ để cho ông này đi nhưng mà ông khi ông đi qua tại bên đức rồi đó thì khi đó cái đảm phụ tạ của ông mới đưa ra cái chai nước bởi vì cái khi mà ông nghe ông này bị ngất xỉu trên phi cơ và phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp thì họ lập tức họ đến ngay khách sạn và họ lục cái phòng của ông liệt và khi đó là chưa có cái lệnh gì bởi vì cái người đầu độc cũng sơ sót đáng lý ra là họ phải tìm những cái chất độc đó họ dục đi nhưng mà họ không làm như vậy cũng giống như rằng là cái vụ ám sát ông Scipio ở bên uh, ở Salisbury của nước Anh họ vứt cái đồ đó ra ngoài đường thành ra người ta một người dân lượm được và uh, về xịt vào, vào trong, vào, trong, trong trong mặt và chết thì đó là cái người chết còn bây giờ đây thì cái đám uh, thủ hà của ông rất là nhanh lên lấy được hiện trường và họ lấy được chất độc họ gửi qua bên đức luôn thành đã bên đức mới biết đó là chất độc đối với sọc và vì chất độc đây không có ở ngoài không mua ở ngoài và chỉ có quân đội nga sản xuất cho nên người ta kết luận rằng chính phủ nga đã làm việc này yeah. dạ vâng À, thưa quý vị kế tiếp một bản tin liên quan đến khu hộp tránh của thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas thì giờ đây người ta cho biết rằng là có những sự ký tin nhắn đã được gửi cho các cái học sinh học online ở tại nhà và những cái tin nhắn này nó không có được đúng đắn cho lắm thành ra là hiện bây giờ họ đang uh, điều tra về cái vụ này tại sao lại gửi những tin nhắn mà không có phù hợp đối với lại các học sinh đang học online ở tại khu vực khu hộp tránh của thành phố Houston um, cho đến giờ phút này thì đài truyền hình Khou cho biết là không phải là những cái hình ảnh coi như là tục tiễu dâm đãng họ chỉ nói như vậy thôi nhưng mà có thể là khác có thể nó là nằm ở trong cái phạm vi đó cái vấn đề chính ở đây đó là khu hợp tránh Houston vẫn sử dụng cái kỹ thuật của Microsoft cái được gọi là Microsoft Teams để học qua mạng và đã từng bị trước đây từ những cái tiểu bang như Michigan, những tiểu bang khác ở miền Đông Hoa Kỳ rồi. Cho nên người ta đã khuyến khích nên sử dụng Zoom thay vì vẫn dùng thằng Microsoft, uh, Microsoft Teams. Cho nên đó là cái vấn đề hiện nay. Thưa anh, tôi nghĩ rằng là cái Zoom này là thuộc Microsoft chứ. Dạ. Dạ thì cái khi mà, bởi vì cái Zoom này đó nó nối tất cả các cái máy điện toán với nhau. Cho nên đây là một dụng cụ để học online rất dạ. là tốt. Rất là tốt khi mà các máy điện toán được nối với nhau. Nhưng mà nó có cái khuyết điểm của những cái hệ thống online là sao? Ừ khi mà online như vậy thì cái máy nào nó nối với nhau và những có tất cả các máy điện toán đều có hệ thống an ninh của họ không ai có thể đi vào được tuy nhiên thì một số học sinh họ xài software ở nhà họ xài những cái máy uh, chương trình rất là bình thường cũng xài zoom nhưng mà họ không có cái hệ thống bảo vệ chính bọc ở bên ngoài à, cho nên những cái kẻ gian nó đột nhập vô được và nó gửi message được chứ còn nếu không thì họ không gửi được và cái message này khi mà đi vào trong một cái máy mà dở nhất, sơ sọt nhất thì nó lần lượt nó đi theo màn và nó chạy qua các cái máy khác. Cho nên làm sao mà có thể bảo vệ được tất cả những học sinh khi mà họ xài online. Cái điều đó rất là khó. Cho nên đó là cái điều mà Microsoft cũng cố ý để mà ngăn dần nhưng mà phải nói rằng rất là khó và Houston nói rằng họ đang điều tra cái chuyện này và ISD họ nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để mà chần cho được cái vụ này Tại vì nhiên là không có cái gì là không thể không chần được và vì vậy cho nên mai cô sọc cũng hứa sẽ làm cái chuyện này. Dạ yeah. yeah, vâng và họ đang lo ngại không biết cái mục đích của cái uh, message là làm gì nhưng mà chẳng hạn như là hỏi về gender là hỏi về giới tính, về tuổi tác, về đúng tên tuổi của yeah. những cái đứa trẻ học lớp 5, không lớp 6. phù hợp mà. Yeah. Đúng thử Đúng anh là, là... <laughs> khi mà nó thường thường ăn ở nhà cũng là xéo phone thường có Nhưng nhiều cái vấn đề chính ở đây, đây đó lắm, nó là, là nó nêu mà. lên cái quan ngại là vấn đề học từ nhà qua mạng nó sẽ gặp những cái những trở Những cái điều như, như vậy đúng rồi. Đó, đó là, là cái vấn đề chính cho những người người ta chống người ta nói COVID thì COVID chúng tôi muốn cho con lên trường học, học ở nhà chúng tôi sẽ đối diện với những cái vấn đề phức tạp như vậy. À, còn lại một phút chót, à, anh muốn nói cái tin nào cập nhật về Covid-19 trên toàn thế giới hay là chuyển sang cái bản tin liên quan đến một uh, nhân viên cho tòa Bạch Cung đã bị dương tính, phải không? Dạ là tôi tôi thì thử lại ưa nói cái chuyện đơn giản hơn mà nó vui hơn. Rồi nói đi Đó đi. là chuyện Apple Watch. À. Yeah. <laughs> à, thưa quý vị, ai cũng biết rằng là bên Ấn Độ hay tất cả những cái quốc gia khác bây giờ đây đó là họ tránh được cái nạn đổ dồn vô bệnh viện để mà làm bệnh viện nghẹt sau khi họ bị dương tính và họ mệt mỏi họ đi vào thì sau đây người ta đã đưa ra một cái bạn mà làm việc tức là nếu như ở bên mấy cái quốc gia mà đang ngăn chặn nước bởi bị corona virus thì họ bây giờ đi vào bệnh viện như ở bên Ấn Độ thì họ cho về nhà và họ đưa cho cái oxygen đo đo oxygen thì đo oxygen nó đo đầu ngón tay họ biết họ nói là chức nào mà cầu dưới 95 thì cầu mới được vào bệnh viện Thế đó là cái dụng cụ để mà hạn chế người đi vào bệnh viện Và vì giữa 95 thì thì là nguy hiểm Còn trên 95 là ok Mà cái dụng cụ này rất là hay Nó chỉ đo cái màu sắc của cái da đầu ngón tay mà thôi Cho nên họ kẹp rất là nhẹ nhàng Nhưng ừ. mà cái da đó đó thì nó Nó so màu sắc thì không biết oxygen si nhiều hay ít Ở trong máu yeah. Thì bây giờ cái Apple Watch này mình đeo ở tay thì nó sẽ đo cái da giá màu sắc và nó sẽ biết rằng oxygen bao nhiêu. Yeah, thì cũng thiện. giống như mà cái máy kia đo gì 17 đồng thôi nhưng mà <laughs> cái Apple này Watch thì trước có yeah. hiệu hơn hả? Yeah. Cái máy kia có 17 đồng kìa, yeah, yeah. 17 đồng. Và đó là cái cái sự giới thiệu cho Apple Watch ngày Apple, Apple, Apple Watch. Vào thiện ngày thiện <laughs> và cái iPhone thì họ sẽ giới thiệu vào tháng tới thưa quý vị. Và đến đây thời gian của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục trên làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một vài thông tin thương mại. Cảm ơn. Hepatitis giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. vinashoptv.com 18558555888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com, 1855 855 5888 Vinashop 1 855 5888 1855 855 5888